không thể phủ nhận sự phát triển của khoa học công nghệ làm cuộc sống phẳng hơn, nhưng đây cũng là mảnh đất màu mỡ để tội phạm lộng hành dưới đủ hình thức. Những đường dây đánh bạc dưới hình thức đa cấp và cả những sàn đầu tư ảo. Quảng cáo như trải đầy hoa hồng, bảo đảm không lỗ, nếu lỗ thì bù, lợi nhuận mấy trăm phần trăm mỗi ngày. Nhưng mật ngọt thì chết rồi, nạn nhân sập bẫy mới trở lẽ tất cả những lời cam kết chỉ là diễn dòng. Chỉ với 2 triệu đồng và trong 3 ngày thiết kế hoàn thiện là một sàn đầu tư tài chính ra đời. Người chơi chỉ cần nộp tiền vào tài khoản trên web từ 50.000 đồng cho đến hàng tỷ đồng. Lợi nhuận sẽ nhận theo ngày. Vì tin vào những lời quảng cáo, rất nhiều người rơi vào chiếc bẫy của lòng tham. Cứ sau đúng 24 giờ tính từ thời điểm mà mình vào đầu tư thì là sẽ được cộng lợi nhuận của cái gói đầu tư ấy. Trên cái trang web mà tôi vào ấy thì là mọi người đều chụp cái số tiền mọi người rút được, mọi người đầu tư đều rất là ổn. Thế nhưng khi mà tôi vào gói 36 triệu ấy thì là cái tiền lợi nhuận được cộng về thì tôi rút nó không được nữa. Theo ngành chức năng, các đối tượng còn làm giả các trang web của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có uy tín. Từ nội dung, hình ảnh và giao diện y như trang web thật để tránh lừa người dân. Nếu mà chủ sàn thì họ sẽ có rất là nhiều chức năng. Họ có thể can thiệp vào tài khoản của khách hàng hoặc là họ có thể can thiệp vào giá để có thể kéo được cháy tài khoản của khách. Điều chỉnh giá theo mong muốn ạ. Có những vụ việc là chỉ một nhóm đối tượng thôi đã thiết lập ra hàng trăm cái sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để cung cấp cho thị trường. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với công an các đơn vị địa phương ngăn chặn cái hoạt động của cái sàn này trên diện rộng. Vì vậy thì có thể rất nhiều cái sàn sẽ bị đánh sập. Bộ Công an cảnh báo những sàn đầu tư tài chính tự xưng trên mạng với cam kết lợi nhuận cao, chi trả hoa hồng đều là bẫy lừa đầu tư đa cấp. Cả nước đang tồn tại khoảng 240 sàn của hơn 100 đối tượng cầm đầu. Các đối tượng này hoàn toàn có thể can thiệp vào kết quả đầu tư và sẵn sàng đánh sập các sàn giao dịch để chiếm đoạt tiền của người chơi bất cứ lúc nào. Ngành chức năng tăng cường kiểm tra xử lý là một chuyện, người dân cũng cần tỉnh táo vì những thứ hào nhoáng, đẹp đẽ thường có gai. Sàn đầu tư thu lời khủng cuối cùng cũng chỉ là chiếc bẫy của lòng tham mà thôi.